Hello anh ơi. Chúng ta sẽ chờ đợi để đến với trận đấu bản lề trong xê đấu thứ hai này. Một đều rồi. Yes. Gì? No một sờ mai nữa. Vâng, đây là Phoenician. Gì map gì này, ngồi giữa bản đồ hết chơi với nhau à? Fix rồi mà. Vâng, map này vui phết đấy, thật chịu vô thường. Gờ đấy đến từ game thủ Yugi. Gunny là người cầm Babylon. Vâng, He là người cầm Hit. Và game thủ Hoàng CN là người cầm Pearl. Trong đó bên mình thì No1, anh là người được cầm Fo. No1 Smile và Mạnh Hào, Greg. Game thủ vô thường là người cầm Baby. Và chim trẻ nắng là người cầm Seng. Đây rồi, quân bên mình được đánh giá là đẹp hơn trong trận thi đấu bản lề của trận đấu thứ hai. Vâng, trận trước thì vô thường tấu hài cực mạnh rồi, anh em có thể thấy. Anh lên đời 3 nhưng mà anh không có vàng, lên bánh xe xong mới đi ăn vàng. Đánh thực sự mắc bình. Tình huống tấu hài cực mạnh đến từ vô thường. Sau khi mà anh ăn được vàng, đồng đội lên 4 đánh nhau đang căng thẳng vãi cả trưởng thì ông ngồi ông hát một mình. Ôi chịu vô thường. Vâng, vào trận này thì cái thế nhà nó mỗi nhà một chỗ, nên vô thường bảo thế nhà này thì đánh lại vui đấy. Phong cách không giống ai đến từ vô thường. Chịu thật. Vâng, đây là màn hình máy Phoenician này cho game thủ No1. Tôi chả biết là ở trong hay là ở ngoài cánh nữa. Vâng, cái team này thì có No1 với vô thường thì tấu hài cực mạnh rồi. Đây là màn hình máy của game thủ vô thường, Babylon. Đang đi dò nhưng mà chưa thấy gì cả. Màn hình máy của game thủ chim sẻ đi nắng, Candy Seng. Tôi cũng chưa biết là Seng này ở trong hay ở ngoài cánh nữa, nhưng đây là bài tàu thì nó sẽ. Có khi 6 giờ một nhà, 9 giờ một nhà, 3 giờ một nhà, 12 giờ một nhà đội bạn đấy. Anh em chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Đây là màn hình máy của game thủ Mạnh Hào, anh là người cầm Greg. Bảy hiệu đầu về nhà chính. Vâng, có quả phụ và bảy hiệu dành cho Mạnh Hào bài Greg này. Thôi, đấu 1 đi, Phoenician 17/20. Kèm sắp ở đâu? Nhưng mà kèm sắp ở đâu? Ờ, 3 giờ 12 giờ đúng không? 6 giờ có người không anh đấu 1? Vâng, đấu 1 nhớ map 3 giờ là màu 2, 1 giờ... 3 giờ màu 2 mọi móc binh. Ờ à, đúng rồi, map này đánh rồi. Màu 2 bài móc binh lắm, xong nó lật lại chết luôn. Nó... Lần trước là nó lật chết luôn ông trẻ trong cánh này. Không phát hiện ra 3 giờ kẹp xăm này. Map này đánh rồi. Thế map này lần trước em bình luận map này luôn. Thằng màu 2 bài khỏe móc binh luôn. Tôi chịu nó một đấy. Và map báo về map không cửa thua nhưng mà thằng màu 2 nó khỏe lắm. Và nó một chết một dần, nhớ map kiểu gì vẫn đâm đầu vào hai sư tử. Bạn của Chip Boy rồi. Rồi gặp luôn màu 1 rồi đấy. Ờ à, vừa đi dân qua đấy. Không biết. Nó ăn gì bây giờ anh hỏi em nhìn thấy đâu mà anh hỏi em. Vâng, thêm 7 hiệu nữa thì cái thủ đầu 1. 26 dần trừ 1 và đã kinh đời. Đây này, nó ăn chanh này. Màu 1 ăn chanh nhá. 9 giờ, à 3 giờ. Màu 2 3 giờ kèm xăm. Còn màu 1 đầu cánh của nó 1. Bài màu 2 là thế nhà móc binh thôi. Trước map đấy đánh màu 2 lên đời muộn. Vâng, vẫn 4% đi rồi. He, bài móc binh kìa. Trong 3 giờ ấy. Có mỗi màu 2 kẹp xăm 9 giờ thôi, còn lại tất trên 12 giờ và 1 giờ, à 11 giờ kìa. Map này đánh cho nhiều lần rồi, lần trước là GameTV đánh với cả Hà Nội này. 11 giờ.
Đầu cánh mạnh hào. Và ngăn thành bãi quả đến từ game thủ Yugi. Đây là BL của đầu 1. Đánh chém. Màn đi máy của mạnh hào. Đầu cánh. Thấy bảo gặp Per nhưng mà Per không có cửa. Đây là bãi vàng. Và đang cơ cấu. Tụi bạn lên đời hết rồi đấy nhá. Hai 25/28 vô thưởng đánh cung mà. Thì nó gờ đấy thì nó đánh cái gì được nữa mà ông còn. Và bây giờ ông bộ một đánh chém nó gờ đấy nó không đánh chém nó đánh cái gì anh nông một. Ngáo quá này. Đây là nông một. Và thằng bộ một nó đánh chém nhé. Rõ ràng là gờ đấy. Và đang đi tìm dân của đối phương nhưng mà chưa thấy. Và đây bầy hiêu này ăn cứa lừa đây này. Cho nó 100 thực. 26/32. Rồi như vậy là nó 1 đã tự tin tát một phát là Yui gãy răng luôn. Đang đối đầu với con giò của thủ Yui đến từ nó 1. Có giáp rồi, có tê rồi. Và tăng thêm 2 BA nâng cấp bánh xe luôn. 8. Màu 8 trên 100 vàng. Màu 3 đầu cánh mạnh hào không phải là màu 4. Thế màu 4 ở đâu? 4 12 giờ à? Đây là mạnh hào 26/44 có hốc vẽ ruộng ở đây. À, rất khỏe bài ở đây để chuẩn bị thủng rừng kìa. Một y thủ luôn. Rồi màu 4 không vào đây được. Mà công nghiệp phế luôn khi gặp hào này. Màu 4 à? Ông này nói màu 1 với màu 4 như nhau. Đây là vô thường. Không vào được đâu ạ. Và như vậy là lãi kín. Có tê đứng trong kê. Bung nhà chính vào đây luôn. Màu 4 12 giờ. Đây là màn máy của anh thủ chim sẻ nắng. 5 mà bắt đều. Đẩy thẳng màu 2 nhá. 3 giờ. Các sợi đẩy bên này. Và như vậy là sẽ đẩy sang bên này làm gì. Bảo đẩy. Và như vậy là rơi vào cái team này thì ông sẻ cũng ngáo nốt. Vâng, hít kéo chó nhiều với nhau rồi. Bảo rõ ràng đẩy rồi thằng màu 2 trong 3 giờ. Ông lao thẳng 9 giờ ông quay về. Em nhầm anh ạ. Vâng, đang hơi loạn. Anh em bình tĩnh nào, đẩy đi. Sẽ bắt đầu đẩy vào trong khu vực 3 giờ. Nhà màu 2 của He He. Vâng, ngay từ đầu thì bảo đẩy vào 3 giờ rồi. Bình tĩnh đi, tham buồn cười lắm rồi. Mình đè mạnh rồi đấy. Rồi màu 2 đẩy luôn nhà chim sẻ đi nắng trước khi sẻ đẩy màu 2. Bài he đánh 4A thôi. Đây rồi. Bài he mắc binh đấy. Bảo đẩy luôn thân đầu đi. Quý điều đi em ơi. 8-5 xịt dành cho đối thủ chim sẻ đi nắng rồi. Còn mang tiếng là chim sẻ thì phải đẩy chết trong he này chứ. Đây là no 1. Đánh bơm cho mạnh hào trăm thịt và anh đang rất khỏe với thằng lái 4 xịt mình để đối đầu với Yugi. Vâng, sẻ đang gọi đâu một vào solo màu he. Thằng màu 4 bị quản dân rồi nhá. Vâng, đây là game thủ vô thường tham lai của anh là 41 rồi. Bắn nốt màu 4. Vâng, mạnh hào y đang ra xiên những con cung đồ của màu 3. Vô thường ra cứu tuần này là hào khỏe lắm này. Được, 10 con là giải quyết cái đám này rồi. Nhà chính luôn. Nhanh lên không chết hết y bây giờ. Lùi 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 dân ăn vàng lại. Còn 10 con chưa chắc đã giải quyết được đâu nhá. Ở 10 con là đội bạn sợ rồi. Đây đang điều và thấy bảo là huyền thoại sang rồi. Vâng, huyền thoại đến nơi chưa. Và như vậy là nâu 1 bị đâm y. Rõ ràng là đánh cung R bị Greg đâm y này. Đây tạt vào 3 rồi nhá. Thằng màu 3 rách vãi nồi ra. Ui trời ơi. Rồi xong rồi nhá. Cao thủ xuất hiện anh em chuẩn bị đi. Màu 3 bay hốc được chưa. Và không đánh cũng tự lăn ra chết. Cần gì phải đánh khổ thế. Rồi chơi đi. Màu 3 chắc chắn chết rồi. Và sẽ không có quân áp lực lên nhà mạnh hào nữa. Lên luôn đi. Lên luôn màu 3 đi các bạn. Kéo quân về rồi. Lên luôn màu 3 đi. 11 giờ. Vâng, đây là vô thưởng thông cánh nào anh ơi. À xin lỗi, đây mạnh hào tham lai 31 dành cho Greg. Chui hốc y bắt đầu kéo lên. Màu 3 chuẩn bị chết.
Và đây là màn máy của game thủ vô thường đến nhà BA rồi, chơi đi em ơi. Vâng, cao thủ xuất hiện và anh Gunny chuẩn bị đi, chơi luôn. Không có gì cả, nấu bột con máy bên trong như ngoay cháo rồi. Vào bắn cung đi. Rồi, đội bạn đen gửi ra chạy về, kia nó chạy kia, nó chạy kia. Ui trời ơi, bắt được tân dân này phải ngon không? Nó lại chạy vào trong sông bông nhà Hào đấy nhá. Bam luôn. Vâng, đây là màn máy của game thủ chim sẻ nhà, bị màu 4 tạt lại một tên và sẻ vẫn chưa chơi được của game thủ he he. Vâng, không phải cứu, nhưng mà không giết được màu 2 thôi. Cứ từ từ em bắt hết lạc đà màu 4 đi, bên kia sắp xong hết rồi. Rồi, tha bên mình đang đèn 5545 rồi, anh em bình tĩnh đi. Màu 3 thì chuẩn bị chết đến nơi rồi, sẽ bắt nốt lạc đà màu 4 của Hoàng CN, là Hoàng CN hết đồ thôi. Còn không chém nổ được ruộng. Rồi, dừng thôi, cuối màu 2 nó dí lên luôn kìa. Màu 2, màu 4 đang muốn ốp chim sẻ nắng, nhưng mình nghĩ với lượng quân này thì không thể ốp được với cả Y-Greg vào đây nữa. Kinh thế. Một bạn đang ốp vào nhà sẻ này, rất đông quân đấy. Vô thường xa luôn đây đi. Đây là vô thường tham lại 65. Đi qua nhà chính anh Thường ơi, đi qua nhà chính luôn. Lên trên, ruộng sẻ. Còn tham lại là 66 trên 84 thì vô thường bung nhà chính ra để có thể vẽ thêm ruộng. Ai cầm Babylon mình chú ý thủ nhà cho sẻ kìa anh ơi. Yếu đây nhá, sẻ tên này yếu đấy. Nhà xấu đang bị 4 nhà xúc này. Đang đỡ. Nó một tạt bỏ 2 đi anh ơi, nó một đây. Rồi đỡ được nhà cho sẻ rồi. Nhưng bỏ 3 lao vào nhà vô thường con này liều mạng à. Vâng, vẩy e luôn. Ây da. Trời ơi. Và màu 2 đang rất đông đấy. Cái này căng nhá. Đi vòng qua cái rừng mà lên dốc sẻ ơi. Tham lai 66 trên 96 là do cái thủ vô thường. Bung thêm nhà chính ra. Đây nô 1 tham lai 42 cơ. Anh không tạt được vào màu 2 vô thường. À nô 1. Thế về nhà sẻ bắt quân đi anh. Đây nó lại đẩy thêm một tên to lên này. Tham lai 37 đến từ game thủ nô 1. Rồi cả màu 3 ở đây luôn, vậy em bắt luôn. Kìa y kìa, vẫn có kìa, mặt nhà này vẩy e vào. Úi trời ơi, nó một giải e này, kinh thế hả rồi. Cao thủ xuất hiện đấy. Ôi dồi ôi, ông nào ăn vàng này kìa phải thế. Vô thường đâu rồi. Vô thường tham lại 72 cơ. Kinh góc 3 giờ anh Thường ơi. Đồng đội thừa vàng bơm màu 6 tí nào anh Hào. Có vàng bơm màu 6. Ờ. Kinh góc 3 giờ anh Vô Thường ơi. Lên đầu máu đi vô thường, bung ra ngoài ăn rừng đi, chú ý bo lại khoanh ruộng vào. Kìa màu 4 nó bắt quân dọc đường kìa. Màu 4 đông lạc đà đấy, Hoàng Công Nghiệp vẫn còn đông lạc đà chưa thắng đâu. Vâng, lên cả giáp đến từ game thủ vô thường. Tên này sẽ là ốp vào nhà màu 4 nhưng màu 3 Gunny còn tàn quân đi quản lại vô thường. 81 trên 120 dành cho game thủ vô thường. Ở nhà đang bị đánh và cả màu 4 vào quản. Chết. Hôm nay nó mà chém được nát cao. Màu 2 móc binh thôi. Tham đội bạn đâu để ngược lại đấy. Trẻ tham lai 45 thôi. Không quá to. Vâng, đầu 1. Đầu 1 tham 44. Một tham lai to để cho thủ đầu 1. Không ốp màu 2 nữa anh em. Đi ốp màu 2 thì ốp luôn đi. Vô thường cũng đang có quân đứng trước cửa kìa, anh em vào màu 2 luôn một tên đi. He, nó bị nhiều nhà đánh, nó loạn lắm, nó sắp chửi lên giờ đấy. Vào đi. Đây, vô thường đang điều quân này. Vâng, bắt đầu bỏ nhà đi ăn hoang đến vô thường rồi. Vào đi. Tất cả anh em kéo vào đi. Rồi, vào đi, dí sâu vào anh Thường ơi. Rồi. He bị nhiều nhà đánh nó loạn lên, nó lại sắp kêu ầm ĩ lên rồi. He cầm hit đây, cung đồ tuyển đấy. Đây là sẻ đang đấu mặt dưới này. Và màu 3 đang kéo quân về để đỡ cho game thủ he he, game thủ Gunny. Phải ôm chuẩn đấy, vì cung đồ nó là cung đồ hit đấy, không ôm được là bảng đấy. Càng quá nhờ. Tham 51. Đây là game thủ no 1. Xin lỗi, đây vẫn là chim sẻ, tôi không chuyển được máy nữa. Vâng, đây rồi. Vẫn là chim sẻ thôi.
Bóng 3 bóng 4 về cứu hết. Nhưng mà vô thường đang là rất đông. Bây giờ lag quá, bây giờ mới chuyển được máy của vô thường. Thập lại 53. Ốp vào đi. Bóng 3 ở phía sau đấy. Và như vậy là đang ở BA đây, đang dí vào bắn dân đầm bầm đây này. Vâng, đây là No1. No1 tham lai 50 và đang vẩy he, bắt quân của he. Rồi, vẩy đi, vẩy đi. Vẩy he hết rồi đấy. Không vấn đề, nó tháo ra này. Nó hết quân rồi. Đây là màn máy của kinh thủ Mạnh Hào của GDX. Cũng còn yêu của anh đang xiêm vào đây với tham lai 62 để chơi gầm GDX. Vâng, bên mình toàn quân đời 3 thôi. Và cảm giác quân nhà nào cũng khỏe và rất đông. YGX đục E vào đi. Sẻ bắn cái E cho la vào đi sẻ ơi. Rồi cho anh Hào dí Y vào đi anh Hào. 3 Y sắp đều nhưng Mạnh Hào vẫn đang đẩy Y đều lên. BC các kiểu phát triển nâng cấp chặt chỗ 2. Tiếp tục xiên E và vào đi. Vâng, đây là vô thường. Tham lai của anh là 58/124. Tất cả anh em đang ốp vào nhà game thủ He trong tuyến này. Vô bài thế bài mà He đã móc mình. Và cùng giờ Hitty. Vâng, anh Hào xiên E còn vô thường bắn dân sửa của He. Vâng, 57/124 vẫn chưa vào được trong kìa. Vâng, đây là chim trẻ đi nắng. Ở đây là vô thường, đây là trẻ. Trẻ tham lai 48 rồi, màu 4 đang quản lại chim trẻ. Vãi là đồng thanh kìa. Rồi tham đè lắm, buồn cười lắm rồi nhá. Ốp vào đi. Rồi xem Hào được vào được chưa, lâu thế. Vâng, ra bãi vàng tiếp theo để đối thủ Mạnh Hào. Vâng, bây giờ thì vô thường và Mạnh Hào đang cứ ngồi chửi nhau rồi. Vào trong đi, ở trong hết rồi này. Ừ, mà một nhà xiên luôn. Vâng, lên cả giáp lên cho Mạnh Hào, quá chắc. Ai cần không? Rồi, bơm đấy. Anh em xong quân đi, ở trong nó vẫn còn quân nhá, màu 3 về cứu kìa. Ở trong vẫn còn đấy, dí thêm đi lên đi. 72/92 thì Mạnh Hào rồi. Đang rất loạn và khả năng cao He vẫn đỡ được nhà tình huống ốp rồi. Rồi sẻ tham 44. Đây là vô thường. Vô thường tham lai 66 đang bắt dần He vẩy he các kiểu đà điểu. Rồi hết gỗ rồi, vẩy gì vẩy lắm thế. Vẩy vẩy hết cả gỗ luôn. He loạn hết ở trong rồi, trong nhà không còn gì, không còn gì ở trong nhà cả. Rồi vô thường báo về là một dân không cho thằng He sống sót. Trong nhà không còn gì anh em nhá. Quẩy đi. Tham đè lắm rồi, ở ngoài thì bạn còn quân thôi. Bây giờ He bắt đầu chửi rồi đấy. Chúng mày làm cái gì mà để nó đánh tao đông thế này. Kiểu gì cũng kêu ầm ĩ lên rồi mà xem. Hoàng Công Nghiệp sẽ là thí sinh đầu tiên bị chửi. Và tôi dám khẳng định với bạn luôn, tầm này He đang nói câu là Hoàng Công Nghiệp không biết làm cái gì mà để chúng nó đông lại nào mà không chém được ai để chúng nó ốp như thế này. Và tỷ số là 2-1 dành cho Liên Quân Game TV cộng Nghệ An trong buổi trong trận đấu thứ hai này. 2-1 và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo. Chúng ta vươn lên dẫn trước trong trận đấu thứ hai rồi, căng quá.